Chắc hẳn các bạn đều cảm thấy không hài lòng khi mỗi lần Trung Quốc có thái độ hung hăng trên Biển Đông, khi Bộ Ngoại giao Việt Nam đều lên tiếng quan ngại sâu sắc. Nhưng chúng ta nên hiểu, đó là khi vị thế của Việt Nam còn yếu trên chính trường quốc tế. Chúng ta nước nhỏ phụ thuộc kinh tế vào Trung Quốc rất nhiều. Một lời nói sai lầm, một bước đi sai lầm có thể khiến 30 năm xây dựng đất nước từ đống đổ nát của chiến tranh trở về với cát bụi. Nhưng hiện nay, vị thế của Việt Nam đã lên cao, đất nước chúng ta tuy chưa giàu có, nhưng đã có tiềm lực hơn trước rất nhiều. Do vậy, những hành động quá đáng hung hăng của Trung Quốc trên Biển Đông thì Việt Nam đã đáp trả ngày một cứng rắn và mạnh mẽ hơn, đủ để cho nước bạn thấy không phải muốn làm gì thì làm, cần phải tôn trọng lịch sử và luật pháp quốc tế. Mới đây, Việt Nam đã lên tiếng xác lập chủ quyền với Hoàng Sa phù hợp luật pháp quốc tế và mọi hành động sử dụng vũ lực không thể tạo ra danh nghĩa chủ quyền với quần đảo này. Chúng ta không còn quan ngại sâu sắc mà đề cập thẳng vào vấn đề chủ quyền biển đảo của chúng ta. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng ngày 20 tháng 1 trả lời câu hỏi về quan điểm của Việt Nam với việc Trung Quốc chiếm đoạt Hoàng Sa từ năm 1974. Chủ quyền của Việt Nam đối với Hoàng Sa được xác lập ít nhất từ thế kỷ 17, phù hợp với luật pháp quốc tế và được các nhà nước kế tiếp nhau của Việt Nam thực hiện một cách hòa bình, liên tục, công khai. Theo người phát ngôn, Việt Nam đã nhiều lần nêu rõ có đầy đủ cơ sở pháp lý và bằng chứng lịch sử để khẳng định chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Mọi hành động sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế, đặc biệt là sử dụng vũ lực để giải quyết tranh chấp về chủ quyền lãnh thổ là hoàn toàn đi ngược lại các nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên Hợp Quốc và vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế. Những hành động này không thể tạo ra danh nghĩa chủ quyền, cũng như không thể làm thay đổi sự thật chủ quyền với quần đảo Hoàng Sa thuộc về Việt Nam, bà Hằng nhấn mạnh. Ngày 19 tháng 1 năm 1974, Trung Quốc dùng vũ lực chiếm đoạt quần đảo Hoàng Sa sau trận hải chiến với Hải quân Việt Nam Cộng Hòa. Trung Quốc từ tháng 7 năm 2012 thành lập cái gọi là thành phố Tam Sa, đặt trụ sở tại đảo Phú Lâm nhằm thâu tóm các quần đảo ở Biển Đông, trong đó có Trường Sa và Hoàng Sa, thuộc chủ quyền của Việt Nam. Chỉ một tuần sau chuyến công du của Ngoại trưởng Henry Kissinger, thấy rõ ý định bỏ rơi của Mỹ cũng như các điều kiện bất lợi với Việt Nam Cộng Hòa, Trung Quốc đã điều chiến hạm ra cưỡng chiếm quần đảo Hoàng Sa. Như vậy, thay vì quan ngại, Bộ Ngoại giao đã lên tiếng chỉ đích danh Trung Quốc đã không tôn trọng chủ quyền Việt Nam, dùng vũ lực lợi dụng lúc Việt Nam còn yếu đã đánh chiếm và thành lập cái gọi là thành phố Tam Sa. Đây là lần lên tiếng mạnh mẽ về chủ quyền của Việt Nam. Vậy tại sao Trung Quốc lại đánh chiếm Hoàng Sa? Chúng ta cần phải quay lại thời gian để có câu trả lời chính xác. 40 năm trước, ngày 19 tháng 1 năm 1974, một biến cố trọng đại trong lịch sử Việt Nam hiện đại đã diễn ra. Hải chiến Hoàng Sa giữa Hải quân Việt Nam Cộng Hòa và Hải quân Trung Quốc. Sau trận chiến, quần đảo Hoàng Sa, một bộ phận thiêng liêng và không thể tách rời của Việt Nam, đã bị Trung Quốc chiếm giữ. Suốt nhiều thế kỷ, Việt Nam đã chiếm hữu thật sự hòa bình và công khai quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa khi các quần đảo đó chưa thuộc chủ quyền bất cứ quốc gia nào. Từ thế kỷ 17, nhà nước Việt Nam đã thực hiện hiệu quả chủ quyền với hai quần đảo này và luôn bảo vệ các quyền, danh nghĩa của mình trước mưu đồ và hành động xâm phạm chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và quyền lợi của Việt Nam với hai quần đảo thiêng liêng của mình. Đầu thế kỷ 20, nhận thấy vị trí chiến lược cũng như tầm quan trọng của Biển Đông nói chung và quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa nói riêng, một số quốc gia điển hình là Trung Quốc đã xâm chiếm bất hợp pháp các vùng lãnh thổ này của Việt Nam. Trung Quốc luôn coi Biển Đông, đặc biệt là quần đảo của Việt Nam, là bàn đạp quan trọng để thực hiện chiến lược bành trướng xuống Đông Nam Á. Vì vậy, giới cầm quyền Trung Quốc từ Trung Hoa Dân Quốc cho đến Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đã không ngừng đẩy mạnh thực hiện âm mưu độc chiếm Biển Đông. Lợi dụng tình hình rối ren khi Nhật đầu hàng đồng minh và việc giải giáp quân Nhật theo Hiệp định Potsdam năm 1945, Trung Hoa Dân Quốc đã đem quân chiếm giữ đảo Phú Lâm, quần đảo Hoàng Sa và đảo Ba Bình, quần đảo Trường Sa vào cuối năm 1946. Sau đó, Trung Hoa Dân Quốc rút quân khỏi Hoàng Sa và Nhật rút quân khỏi quần đảo này theo Hòa ước San Francisco năm 1951. Sau khi Hiệp định Geneva năm 1954 được ký kết, Pháp rút quân khỏi Đông Dương ngày 21 tháng 1 năm 1956, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đưa quân chiếm đóng đảo Phú Lâm và Lincoln. Năm 1974, nhận thấy thời cơ đã chín muồi, Trung Quốc đã chiếm Hoàng Sa bằng vũ lực, toàn bộ nhóm đảo Trăng Khuyết phía tây nam quần đảo Hoàng Sa. Thời cơ này xuất phát từ tình hình bối cảnh quốc tế và trong nước. Đầu thập niên 1970, phong trào phản đối chiến tranh tại Việt Nam diễn ra sôi nổi và rộng khắp trên thế giới, khiến Mỹ ngày càng xa lánh Việt Nam Cộng Hòa. Đặc biệt sau khi ký kết Hiệp định Paris ngày 27 tháng 1 năm 1973, Hoa Kỳ và các lực lượng đồng minh phải rút quân khỏi Việt Nam.
do không muốn tham gia vào một cuộc chiến đã bước vào hồi kết. Tháng 6 năm 1973, Lưỡng viện Hoa Kỳ đã thông qua đạo luật Cassius cấm cơ quan hành pháp nước này tái can thiệp quân sự vào ba nước Đông Dương trừ khi có được sự chấp thuận của Lưỡng viện. Ngoài ra, Mỹ được cho là có một toan tính sâu xa hơn khi không can dự vào trận hải chiến năm 1974, vì khi đó Việt Nam và Trung Quốc đều đi theo con đường xã hội chủ nghĩa. Việc Washington làm ngơ cho Bắc Kinh ngang nhiên chiếm Hoàng Sa sẽ tạo thù địch giữa Hà Nội và Bắc Kinh, dẫn đến chia rẽ giữa các cộng sản. Khi người bảo trợ đã ra đi, chính phủ Việt Nam Cộng Hòa rơi vào tình thế đơn độc và bất lợi trong cuộc chiến bảo vệ Hoàng Sa. Cuộc đụng độ biên giới năm 1969 mang lại cho quân giải phóng nhân dân Trung Hoa niềm tin rằng họ có thể chống trả Hồng quân Liên Xô. Từ đó, Trung Quốc bắt đầu thực hiện sáng kiến đối ngoại mới bằng cách thúc đẩy quan hệ hữu nghị với Mỹ. Cao trào là chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Richard Nixon tháng 2 năm 1972. Sau chuyến công du đó, Trung Quốc trở thành đồng minh giai đoạn của Mỹ để kìm chân và chống lại Liên Xô. Mỹ không muốn quan hệ chiến lược này bị rạn nứt vì vụ Hoàng Sa. Việc lựa chọn giữa đồng minh cũ hay người bạn mới trong thời kỳ trăng mật này không phải là sự lựa chọn khó khăn đối với Mỹ. Thực tế, trong trận hải chiến Hoàng Sa, chính quyền Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu đã nhiều lần thông báo tình hình với Đại sứ quán Mỹ, nhưng Washington đã không có động thái hỗ trợ nào. Trên vùng biển Đông ngoài khơi Việt Nam gần với đảo Hải Nam Trung Quốc và Hoàng Sa Việt Nam, thời điểm đó có mặt Hải đoàn 77, Task Force 77 của Hải quân Mỹ, gồm các hàng không mẫu hạm và các chiến hạm yểm trợ. Hải đoàn này đủ khả năng kiểm soát không và hải phận cũng như hoạt động của các tàu ngầm trong vịnh Bắc Bộ, tuy nhiên Mỹ đã hoàn toàn đứng ngoài cuộc. Cũng tại thời điểm đó, Việt Nam Cộng Hòa mới chỉ là quan sát viên mà chưa phải là thành viên của Liên Hợp Quốc, trong khi Trung Quốc là một trong năm nước ủy viên thường trực của Hội đồng Bảo an. Vị thế quốc tế của Trung Quốc khiến nước này tự tin rằng Việt Nam Cộng Hòa không có đủ tư cách sử dụng các cơ chế để tự vệ và bảo vệ Hoàng Sa theo các điều khoản của Hiến chương Liên Hợp Quốc. Ngày 30 tháng 1 năm 1974, lãnh sự quán Mỹ ở Hồng Kông đã báo cáo về Bộ Ngoại giao và Đại sứ quán Mỹ ở các nước liên quan về những tính toán của Trung Quốc trong việc thôn tính quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Cơ quan này đã nhận định Trung Quốc đã có ý đồ đánh chiếm Hoàng Sa từ trước. Theo phân tích của lãnh sự quán Mỹ, quyết định đánh chiếm Hoàng Sa phụ thuộc vào một số yếu tố như tiềm năng về dầu khí tại khu vực, lo ngại Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa có thể đưa ra tuyên bố chủ quyền ở Hoàng Sa, cũng như lợi ích chiến lược về lâu dài của quần đảo. Bên cạnh đó, Trung Quốc cũng có thể lo sợ việc Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa sẽ không tiếp tục giữ thái độ im lặng trước vấn đề chủ quyền quần đảo Hoàng Sa. Bằng việc sử dụng vũ lực, Trung Quốc đã tránh tình huống nguy hiểm hơn nhiều sau khi Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đưa ra tuyên bố chủ quyền về Hoàng Sa. Điều này đã được Nhà nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tiến hành sau khi đất nước thống nhất. Theo nhận định trong các hồ sơ ngoại giao được giải mật, nỗi lo sợ ngày càng lớn của Trung Quốc trước hoạt động của Hải quân Liên Xô tại Biển Đông và các vùng biển khác ở châu Á có thể là yếu tố dẫn đến quyết định của Trung Quốc. Đây là thời kỳ đỉnh điểm rạn nứt quan hệ Xô-Trung liên quan đến tranh chấp lãnh thổ dọc biên giới hai nước, cũng như các vấn đề Nam Phi, Trung Đông và Đông Dương. Trong lúc nhiều yếu tố bên ngoài nghiêng về hướng có lợi cho một cuộc chiến chớp nhoáng của Trung Quốc, thì bối cảnh trong nước cũng hết sức bất lợi cho Việt Nam Cộng Hòa khi Lưỡng viện Mỹ giảm dần viện trợ từ 1,4 tỷ đô la năm 1972 xuống 1 tỷ đô la năm 1973 và 700 triệu đô la năm 1974. Quân đội Việt Nam Cộng Hòa dần rơi vào thế thụ động vì thiếu nhiên liệu, vũ khí. Bất lợi hơn là ý định bỏ rơi miền Nam Việt Nam của Mỹ. Tình trạng phân chia Bắc Nam cũng là một trở ngại cho phía Việt Nam Cộng Hòa trong trận hải chiến năm 1974. Lợi dụng bối cảnh đó, Trung Quốc đã không e ngại khi điều động chiến hạm đến cưỡng chiếm quần đảo Hoàng Sa. Các bạn thân mến, kể từ khi cuộc chiến trên Biển Đông nổ ra, Trung Quốc đã không ngần ngại thể hiện sự hung hăng của mình bằng nhiều cách khác nhau, như là cho tàu cảnh sát biển kiểm soát khu vực đang tranh chấp, cho tàu kiểm ngư xịt thẳng vòi rồng vào tàu cá Việt Nam, và thậm chí là nước này còn ngang nhiên mở rộng bồi đắp các đảo nhân tạo trên vùng lãnh hải của nước bạn. Đứng trước một kẻ địch cao to, hiếu chiến và mạnh hơn mình gấp nhiều lần, đáng lẽ ra Việt Nam sẽ phải thể hiện sự nhún nhường. Nhưng không, đất nước hình chữ S vẫn thể hiện tinh thần thép khi mà đấu tranh ngoan cường với Trung Quốc trên Biển Đông, đồng thời bất chấp lời đe nẹt của họ để bồi lấp hàng loạt những hòn đảo lớn nhỏ được quốc tế công nhận thuộc chủ quyền lãnh thổ. Vậy cụ thể hơn, câu chuyện trên được diễn ra như thế nào, chúng ta sẽ cùng bật mí ngay sau đây cho mọi người cùng theo dõi. Nhưng mà trước khi đi vào nội dung chính, các bạn đừng quên nhấn nút like, share, subscribe và ấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho kênh nhé.
Các bạn thân mến, còn nhớ cách đây khoảng 4 năm, thông tin Việt Nam cho bồi lấp các đảo nhân tạo ở Trường Sa đã rò rỉ khắp các mặt báo sau khi Tổ chức Sáng kiến Minh bạch Hàng hải Châu Á AMTI thuộc Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế và Chiến lược CSIS của Mỹ cho công bố báo cáo của mình. Cụ thể hơn là trong báo cáo này cho thấy, kể từ năm 2017, Việt Nam đã xây dựng thêm các công trình trên một số đảo nằm trong 10 đảo nhỏ mà Hà Nội đang kiểm soát chặt chẽ. Theo đó, thì ông Alan Chong, giáo sư tại Trường Nghiên cứu Quốc tế S. Rajaratnam ở Singapore, cho biết thêm, Việt Nam hy vọng với những công trình kể trên thì cư dân trên các đảo nhỏ ở Trường Sa có thể sống mà không cần nhiều hỗ trợ từ đất liền. Nói chung là Hà Nội đang chuẩn bị việc định cư lâu dài trên các đảo này. Và đứng trước các thông tin đó thì tiến sĩ Lê Hồng Hiệp, nhà nghiên cứu lâu năm tại Viện Nghiên cứu Đông Nam Á ở Singapore, đã trả lời trước báo giới rằng trong một khoảng thời gian dài, kết quả bồi đắp đảo của Việt Nam đã được thể hiện rõ ràng hơn thông qua các hình ảnh vệ tinh thu được. Còn nếu nói đúng hơn thì các hoạt động cải tạo đảo ở Trường Sa của Việt Nam đã khiến cho khu vực bồi đắp trở nên rõ nét hơn với đường băng sân bay kéo dài. Song song đó, Việt Nam còn cho xây dựng thêm các cảng biển cho tàu cập bến vào đảo khi cần thiết. Nó diễn ra gần như cùng lúc với quá trình xây dựng các đảo nhân tạo của Trung Quốc. Do đó thì phía Trung Quốc đã phản đối mạnh mẽ các hoạt động của Việt Nam, giống như là Việt Nam phản đối các hoạt động xây đảo nhân tạo của Trung Quốc vậy. Nhưng mà cái khác biệt là nếu như Việt Nam sử dụng các biện pháp đối thoại hòa bình và kêu gọi Trung Quốc kiềm chế, thì đối phương lại cư xử rất khác. Họ vu khống Việt Nam khiêu khích, vi phạm lãnh thổ nước mình để biện minh cho việc quân sự hóa hơn nữa các đảo nhân tạo chiếm giữ trái phép. Để rồi sau đó Trung Quốc không ngừng đưa ra những lời đe nẹt về cái giá mà Việt Nam phải trả nếu như nước này không dừng lại các hành động bồi lấp đảo của mình. Thậm chí mà Trung Quốc còn rất nhiều lần gây khó dễ cho các tàu vận chuyển nguyên liệu bồi đắp đảo của đất nước hình chữ S. Họ điều động tàu kiểm ngư, tàu cảnh sát biển bao vây tàu nước bạn để ngăn không cho tàu Việt Nam cập bến của mình. Tưởng đâu rằng khi đứng trước những lời đe dọa và những hành động chèn ép kể trên, Việt Nam sẽ nhanh chóng bỏ cuộc trước một hoa lục người đông thế mạnh. Nhưng không, Việt Nam vẫn âm thầm làm những việc mà mình nên làm. Để rồi mới đây, đất nước hình chữ S đã khiến cho Trung Quốc và cả thế giới phải ngã ngửa về sự thật bất ngờ. Cụ thể hơn, vào tháng 4 năm 2023 vừa qua, trang tin rfa.org đã đăng tin rộng rãi về chuyện Việt Nam tiếp tục cho bồi lấp đảo nhân tạo tại khắp các vùng lãnh thổ quốc gia trên Biển Đông. Trang tin này cho biết, các hình ảnh vệ tinh của Planet Love, một công ty cung cấp hình ảnh vệ tinh trái đất của Mỹ, cho thấy công tác xây lắp đã được thực hiện ở 27 thực thể do Việt Nam kiểm soát tại quần đảo Trường Sa. Trong đó, các bến bãi mới được sử dụng làm nơi trú ẩn cho tàu thuyền qua lại đã được xây dựng tại 5 thực thể mới, bao gồm Đá Tiên Nữ, đảo Phan Vinh, Nam Yết, bãi thuyền Chài và đảo Sơn Ca rộng lớn. Như vậy, tại Trường Sa đã có đến 9 thực thể sở hữu các cơ sở nhân tạo của mình. Con số này nhiều hơn hẳn so với những gì mà cơ quan sáng kiến Minh bạch Hàng hải AMTI phát hiện trước đây khi mà theo dõi quá trình Việt Nam cho mở rộng đảo nhân tạo tại vùng lãnh thổ trực thuộc quyền sở hữu. Theo đó, các đảo bãi đá được bồi lấp không ngừng được tăng cường về diện tích lẫn quy mô xây dựng trong suốt thời gian dài. Chẳng hạn như diện tích đất trên bãi thuyền Chài từ 24 ha trong báo cáo của AMTI nay đã tăng lên 31 ha theo phát hiện mới của AFA. Đá Tiên Nữ vốn chỉ có hai cấu trúc thép vào năm 2021, bây giờ đã biến thành một hòn đảo nhỏ với các tòa nhà, bến cảng và cầu tàu. Theo AMTI, ước tính đến cuối năm 2022, Đá Tiên Nữ có khoảng 26 ha đảo nhân tạo được bồi lấp hoàn thiện. Riêng đảo Nam Yết, thực thể cỡ trung này ở Trường Sa đã được mở rộng đáng kể lên đến 47 ha với một cảng biển rộng. Nó có thể chứa các con tàu tải trọng lớn bao gồm cả tàu hậu cần. Còn nếu như mà quan sát đảo Nam Yết ở vị trí gần hơn, theo hình ảnh của Planet Love, bạn sẽ thấy là các tòa nhà cao tầng hay là nhà chứa radar và một chỗ đậu máy bay trực thăng ở mạn phía đông của đảo. Tuy nhiên, tại đây không có cơ sở quân sự nào rõ ràng. Vì theo ông Brad Boland, giám đốc AMTI cho biết là chuyện Việt Nam xây dựng chỗ đỗ máy bay trực thăng chỉ là để tạo điều kiện cho công tác vận chuyển hậu cần, chứ không phải là phục vụ cho mục đích quân sự. Vậy nên hiện chỉ có sân bay nhỏ với đường băng dài 1.200 m được Hà Nội thi công ở quần đảo Trường Sa bao la rộng lớn này. Đồng ý với nhận định trên của ông Greg Poling, trang tin RFI cho biết không chỉ Trung Quốc mà Việt Nam trong những năm gần đây cũng đã bồi đắp các đảo ở khu vực Trường Sa, Biển Đông. Nhưng nếu như Bắc Kinh bị quốc tế chỉ trích kịch liệt thì Hà Nội lại không bị chê trách gì nhiều, bởi vì nhịp độ xây dựng của Việt Nam chậm hơn nhiều và các công trình của họ chỉ mang tính chất phòng thủ chứ không phải tấn công nước bạn.
Ngoài ra, theo tiến sĩ Lê Hồng Điệp cho biết còn có một lý do nữa khiến cho Bắc Kinh bị cả thế giới lên án về hành động bồi lấp của mình, trong khi Việt Nam nhận được nhiều sự ủng hộ là vì quy mô bồi lấp đảo nhân tạo của Việt Nam nhỏ hơn rất nhiều so với Trung Quốc. Nó không tạo ra sự thay đổi nguyên trạng lớn cho các hoạt động xây dựng đảo nhân tạo của Bắc Kinh hiện giờ. Nhưng qua đó, chúng ta cũng cần phải nhìn thẳng vào sự thật rằng hoạt động xây đảo nhân tạo của Trung Quốc làm thay đổi nguyên trạng biển đảo đến mức không thể đảo ngược được. Vậy nên nếu bây giờ Việt Nam muốn cân bằng lại sức mạnh gia tăng của Trung Quốc ở Trường Sa thì có lẽ chỉ có một cách duy nhất, đó là tự tăng cường sức mạnh của chính mình. Và một trong những biện pháp để Việt Nam làm được điều đó chính là nâng cấp các bãi đảo của mình theo hướng mở rộng. Điều này cũng đồng nghĩa rằng trong thời gian tới đây, Việt Nam cần phải tích cực bồi lấp và xây dựng nhiều hơn nữa các thực thể trên các bãi đảo nhân tạo. Nhưng đây là việc làm không hề dễ dàng khi mà Trung Quốc đang ngày càng dè chừng và chèn ép Việt Nam trên Biển Đông. Hơn nữa, ngoài Trung Quốc ra, trên Biển Đông hiện giờ có sự hiện diện của rất nhiều quốc gia khác như Philippines và Nhật Bản. Họ cũng đang vướng phải các tranh chấp xung quanh vùng lãnh hải tiềm năng này. Nên Việt Nam có làm gì thì cũng cần phải ngó trước nhìn sau để tránh gây thêm nhiều thù oán. Bởi vì việc để xung đột xảy ra vào thời điểm này là không hề có lợi cho đất nước hình chữ S. Tốt nhất là Việt Nam vẫn nên âm thầm thực hiện các hoạt động bồi lấp và xây dựng đảo nhân tạo của mình. Giống như những ngày qua, đây không phải là một hành động yếu hèn cho thấy Việt Nam đang lo sợ người khác phát hiện ra việc làm lén lút của mình, mà là một hành động khôn ngoan để tránh tạo sự ồn ào không cần thiết.